Anh Nguyễn Cơ Minh sinh năm 1991, người may mắn sống sót trong vụ lật ca kinh hoàng xảy ra chiều qua 25 tháng 2, kể lại, sáng ngày 25 tháng 2, anh cùng hơn 10 người là anh em và bà con, trong nhà sang bên kia bãi bồi để làm đồng. Anh Minh người may mắn sống sót, sau vụ lật ca kinh hoàng đến 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, 10 người trên chiếc thuyền nhôm của gia đình qua sông để trở về. Nhưng mới đi được khoảng hơn 5 phút thì gặp nạn. Lúc đó gió mạnh lắm nên ghe chao đảo rồi lật. Tôi không biết bơi nên khi ghe lật thì cũng chìm xuống. May là sau tiếng hô cứu thì được một chiếc thuyền ở gần đó đến vớt lên và đưa đi cấp cứu, anh Minh kể lại. Anh Minh nói, bình thường người dân ở đây thường xuyên qua lại bằng ghe thuyền để qua bên kia làm đồng, không ai ngờ có sự việc quá kinh hoàng như chiều qua. Người nhà ông ba khóc ngất trước sự việc đau lòng. Khoảng 15 giờ 30 phút phút ngày 25 tháng 2, 10 người dân thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đi sản xuất từ bãi Mậu Mỹ Thuận, giáp xã Đại Cường và xã Đại Nghĩa về thôn Khương Mỹ trên một chiếc ghe. Khi đến đoạn giữa sông thì xảy ra tai nạn lật ghe khiến 10 người rơi xuống sông, trong đó 4 người được cứu sống, 6 người mất tích. Đến 22 giờ 45 phút phút lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng người dân đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân. Các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Đình Ba, Lê Thị Kim Huệ con dâu ông Ba và Nguyễn Hữu Hoàng, con trai ông Ba, Nguyễn Thị Ái, Nguyễn Hoàng Ánh Viên, Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên. Yêu cầu thủy điện dừng xả nước để tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ lật ghe. Lúc này, lực lượng cứu hộ vẫn đang đắm mình dưới sông tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe trên sông Phu Gia. Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các thủy điện đầu nguồn sông Phu Gia dừng xả nước để phục vụ việc tìm kiếm nạn nhân Hoài Văn,